Chào mừng các bạn đã đến với series hướng dẫn sử dụng DDJ Vivo 1 cùng với phần mềm Virtual DJ. Và mình là Giang, và mình sẽ đồng hành cùng các bạn xuyên suốt series này. Và ở tập đầu tiên, mình xin giới thiệu với các bạn về Vivo 1, một sản phẩm với giá thành thị trường rất là hợp lý hiện nay, mà mang đầy đủ tất cả tính năng cần thiết cho một DJ. Vâng, và trước mặt mình đây là controller DDJ Vivo Gen 1. Các bạn có thể thấy là nó cực kỳ nhỏ gọn và nặng chỉ với 1,6 kg. Với một setup đơn giản, chỉ cần cắm một dây line vào thiết bị cài phần mềm DJ và cắm một dây loa vào một chiếc loa, các bạn đã có thể mang nó đi chơi nhạc ở bất cứ nơi đâu, kể cả với trong một không gian nhỏ nhất. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn tổng quan về trên bề mặt của con Vivo này. Đầu tiên đó chính là dải EQ đầy đủ, gồm có low, mid và high, các thanh channel fader, thanh rod fader và cũng như thanh tempo rất là nhỏ gọn. Tiếp đến đó chính là hệ thống mâm xoay. Mâm xoay được thiết kế rất là nhỏ gọn, độ nhảy rất là cao, và hệ thống đèn led rất là bắt mắt. Và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng được đến 4 deck. Đối với Vivo thì do việc nhỏ gọn nên phần hot kill đã được hạn chế lại còn 4 hot kill, so với bàn 400 là đến 8 hot kill. Và hệ thống đèn led này không chỉ để cho bắt mắt mà nó còn giúp cho chúng ta biết matching. Và tiếp theo không kém mà đó là các phần mềm có thể tương thích được với con Vivo này, thì bao gồm có RecoBox, Serato, DJ In hoặc là WeDJ. Và đặc biệt mình sẽ giới thiệu với các bạn phần mềm tương thích nhất, đó chính là Virtual DJ. Và thời lượng của tập 1 đến đây là đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập thứ 2. Và mình hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn thêm nhiều điều thú vị và mới mẻ nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.